vừa. 5 10 15 thì chắc cũng 21 hay 2 mét à. Hết chút vừa. Chú bà con bao nhiêu? Đi leo cái vừa. Vừa này nó cao quá đây. Vừa này vừa biết nhìn vừa ngang luôn. Leo biết phòng tay vừa nó nghiêng qua tới hàng rào tới cho mình cục chứ tới góc luôn vừa quá đi
Vừa đó vừa nước hả? Vừa nước hả? Cậu ơi, ở đây có hai buồng vừa nước đây nè. Bốn buồng. Bốn hoài hả? Cái bằng hoài chứ có chứ buồng hả? Hoài với buồng đi.
Oh.
tắm suối nước chảy róc rách, nước chảy xiết vậy. Mấy cái mọc cưa này mốc mấy cái đá sỏi đi dưới nó con lắng chứ đó, cũng trong nước rồi.